Đây là hai chiếc hộp đang gây xôn xao trong thời gian qua vì chúng chứa hai sinh vật không phải con người trên trái đất đã xuất hiện tại một phiên điều trần công khai đầu tiên của Quốc hội Mexico. Mỗi hài cốt chỉ có ba ngón trên bàn tay và một cái đầu thon dài. Mắt, mũi, miệng và thân hình trông rất giống với hình ảnh người ngoài hành tinh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện công khai tại Mexico, bí mật dần lộ diện. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, ông Jamie Marsden, một nhà báo kiêm nhà nghiên cứu các vật thể bay không xác định UFO, đã trưng bày với các nhà lập pháp về di hài của sinh vật không phải con người tại phiên điều trần công khai đầu tiên của Quốc hội Mexico. Hai thi thể nhỏ bé mà mọi người đang nhìn thấy là của người ngoài hành tinh mà Marsden nói rằng chúng được phát hiện ở Peru vào năm 2017. Dựa vào việc xác định niên đại bằng carbon 14 do Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thực hiện, thì hai hài cốt này có niên đại từ 700 đến 1.800 năm tuổi. Ông Marsden kêu gọi các nhà lập pháp xem xét chủ đề này. Ông tuyên bố đây là lần đầu tiên người ngoài hành tinh được triển lãm dưới hình thức như thế. Điều này cho thấy rõ ràng rằng nhân loại đang đối phó với những mẫu vật không phải con người, không có mối quan hệ với bất kỳ loài nào khác trên trái đất. Marsden khẳng định bằng chứng DNA có thể chứng minh rằng các mẫu vật này không thuộc về hành tinh của chúng ta. Mục đích của phiên điều trần được nhắc đến phía trên là để tranh luận về các hiện tượng dị thường không xác định trong luật bảo vệ vùng trời. Nếu luật được thông qua thì Mexico sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên trái đất. Hoa Kỳ đang nắm nhiều bí mật liên quan đến UFO. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2023, ông David Grush, một cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ và các nhà thầu quốc phòng đã thu hồi các mảnh vỡ vật thể bay không có nguồn gốc từ con người trong nhiều thập kỷ qua. Trong một số trường hợp, toàn bộ vật thể bay đã được thu hồi toàn bộ hoặc một phần. Dựa trên phân tích và đánh giá về hình thái của vật thể, thử nghiệm khoa học vật liệu cũng như sự sắp xếp nguyên tử độc đáo và dấu hiệu phóng xạ, những vật thể này được xác định là của người ngoài hành tinh, nghĩa là nền văn minh phi nhân loại, có nguồn gốc ngoài hành tinh hoặc không rõ nguồn gốc. Ông David Grush đã từng phục vụ trong lực lượng không quân Hoa Kỳ, cơ quan tình báo địa không gian quốc gia Mỹ và văn phòng trinh sát quốc gia NRO thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông được cho là đã từ chức vào tháng 4 vừa qua, sau 14 năm làm việc cho tình báo Hoa Kỳ, nên lời ông nói có độ tin cậy rất cao. David tuyên bố, sau khi đánh giá vật thể này và thử nghiệm khoa học vật liệu, cùng với thành phần nguyên tử và đặc điểm bức xạ độc đáo của nó, người ta xác định rằng chúng có nguồn gốc từ trí thông minh không phải của con người và có thể đến từ nguồn gốc ngoài trái đất hoặc các nguồn không xác định. David nói rằng thông tin về các vật thể này đã bị quốc hội giữ lại một cách bất hợp pháp và tuyên bố rằng mình đang bị các quan chức chính quyền trả đũa vì đã cung cấp thông tin mật về chúng cho quốc hội. Ngay sau đó, tờ The Guardian của Anh đưa tin sau khi cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ David Grush trở thành người thổi còi, tuyên bố rằng chính phủ đang giữ UFO hoàn chỉnh hoặc một phần. Ngoại giới đã đẩy nhanh thúc giục Hoa Kỳ tiết lộ chi tiết bằng chứng về UFO. Cuộc xâm lược bất thành năm 1978. Cựu thiếu tá không quân Mỹ, ông George Fuller tiết lộ, năm 1978 đã từng có người ngoài hành tinh xâm lược căn cứ quân sự nhưng đã bị sĩ quan ở đó hạ gục. George tiết lộ sự việc chấn động trên trong quyển sách có tên Strange Draft, The True Story of an Air Force Intelligence Officer Life with UFOs, tạm dịch, cổ máy kỳ lạ, câu chuyện có thật về cuộc đời của một tình báo không quân và UFO, được xuất bản vào năm 2018. Ông George kể, sáng ngày 18 tháng 1 năm 1978, khi đang đến căn cứ quân sự Fort Dix ở New Jersey để chuẩn bị báo cáo tình báo với cấp trên, thì ông nhìn thấy một sĩ quan trưởng đang rất bàng hoàng, đến mức mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng. Sĩ quan trưởng này nói với George rằng, có một người ngoài hành tinh đã bị bắn chết ở Fort Dix. Họ phát hiện nó ở cuối đường băng của chúng tôi. Đường băng ở đây ý chỉ đường băng sân bay của căn cứ không quân McGuire. Ông George gặng hỏi lại rằng, đó có phải là một người ngoại quốc đến từ quốc gia khác không? Sĩ quan trưởng đáp, không phải, là một người ngoài hành tinh ở bên ngoài không gian. Và nói thêm rằng sau khi người ngoài hành tinh đó bị bắn chết, UFO đã bay vòng quanh cứ như phát điên vậy. Theo lời thiếu tá George,
Sau khi viên sĩ quan phát hiện UFO bay trên bầu trời thì nhìn thấy có một sinh vật gầy gò màu nâu xám xuất hiện bên cạnh xe của mình. Anh này bảo người ngoài tin đứng im nhưng hắn không nghe nên anh đã rút súng hạ gục. Sau khi cảnh sát thông báo với căn cứ không quân Maguire, một đội đột kích đặc biệt đã tức tốc đi đến hiện trường để vận chuyển xác của người ngoài tin về căn cứ không quân Wright-Patterson ở bang Ohio. Thiếu tá George nói rằng ông đã xin phép được phỏng vấn các nhân chứng và xem hình ảnh liên quan đến sự việc này để làm báo cáo tình báo nhưng đã bị từ chối. Hiện nay ông George là một thành viên của tổ chức phi chính phủ The Disclosure Project, được thành lập bởi các cựu chuyên gia quân sự và phi hành gia nhằm thúc đẩy chính phủ Mỹ công khai sự thật về người ngoài hành tinh. Đây là chủ đề chưa bao giờ hạ nhiệt, nhất là gần đây tỷ phú Elon Musk cũng đã tweet rằng: "Tôi đã nói với mọi người rồi rằng tôi là người ngoài hành tinh, nhưng không ai tin tôi cả." Nhiều người khẳng định họ tin rằng Musk thực sự đến từ hành tinh khác. Anh ta đang nói sự thật, nhưng có lẽ công khai quá đơn giản như vậy lại khiến con người đa nghi ngày nay lại trở nên nghi ngờ, không tin. Còn mọi người thì sao? Mọi người có tin là thực sự tồn tại người ngoài hành tinh hay không? Nếu có thì hiện giờ họ đang ở đâu trên trái đất? Liệu có khi nào mọi người đã rất nhiều lần gặp họ mà không hề hay biết hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Tinh Hoa TV sẽ cùng mọi người đi tiếp chủ đề này trong những video tiếp theo.